không có nhiều biến động tại căn cứ không quân Anh quốc tại Cyprus, tên tự Limassol. Một số các hoạt động vận chuyển quân sự có thể được nhìn thấy tại căn cứ không quân Hoàng gia Anh quốc trong ngày hôm nay, nhưng các hoạt động này khá thưa thớt và có thể là một phần của những hoạt động bình thường của căn cứ. Trong khi một số các cường quốc thế giới đang xem xét một cuộc tấn công vào Syria, đã có những suy đoán cho rằng căn cứ không quân Anh quốc tại Cyprus sẽ được sử dụng. Nhưng chính phủ Cyprus vào ngày hôm nay đã nói rằng họ chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào từ London. Báo chí Anh quốc đã suy đoán rằng căn cứ không quân Arrotiri của Anh quốc nằm trên bờ biển phía nam của Cyprus có thể sẽ được sử dụng. Một phát ngôn viên của chính phủ Cyprus ngày hôm qua đã nói rằng quốc gia thành viên Liên Âu này sẽ quyết định về sự tham gia của mình trong bất kỳ chiến dịch nào chống lại Georgia dựa trên các quyết định của Liên minh châu Âu. Cyprus đang lo ngại sẽ có một làn sóng người tị nạn Syria tràn qua biên giới của mình. Cyprus đã lên án việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria. Hòn đảo nằm khoảng 100 cây số về phía tây Syria, có truyền thống đóng vai trò hỗ trợ cho các hoạt động quân sự trong khu vực, nhưng không nhằm các mục đích tấn công. Căn cứ không quân Arrotiri của Anh quốc đã được sử dụng như một trung tâm chỉ huy để điều phối việc vận chuyển quân dụng của Anh quốc trong các hoạt động quân sự của NATO trên lãnh thổ Libya trong năm 2011.